Ai biết cái chủ đề sáng nay của chúng ta là gì không ạ? Ai biết mình gõ vào ô chat nha. Hôm nay chúng ta sẽ là có một cái nội dung rất là hay, đó là chúng ta sẽ được nghe các anh chị em chúng ta đã hoạt động trong khoảng thời gian vừa rồi mà để có lại những cái đem lại được những cái kết quả. Các anh chị chúng ta sẽ là chia sẻ cùng với chúng ta về cái bí kíp bán hàng ha. Rồi các anh chị có hóng cái nội dung này không ạ? Nếu mà ai hóng thì chúng ta sẽ thả thật nhiều bông, thật nhiều hoa để chúng ta bắt đầu vào cái nội dung của sáng nay nhé. Hôm nay Zoom chúng ta Zoom nhà nên là chỉ có 50 anh chị em thôi. Đúng rồi. Bán hàng cùng cái best, các best seller, đúng rồi. Rồi, cảm ơn Mai Lan vì kíp bán hàng chính xác nha cả nhà. Rồi, đầu tiên thì Phương sẽ giới thiệu đến các anh chị em. Một bạn đầu tiên sẽ lên chia sẻ cùng với chúng ta xem thử là thời gian vừa rồi sao mà bạn đã làm việc rất là tích cực và đã có những cái kết quả như mong muốn. Đó là bạn nào đầu tiên nhỉ? Một bạn có cái tên mà trùng với Phương nha cả nhà. Các bạn biết ai không ạ? Bạn hãy 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 gõ cái tên của cô ấy lên trên công chat đúng không ạ? Có bạn nào biết là bạn nào? Rồi, đúng rồi, một chị quê hương Nhãn Lồng. Chị ấy mới lên Zoom làm MC mục tiêu mới lên Zoom làm MC mục tiêu ngày hôm qua đúng không ạ? Vâng, mình xin Phương xin tự Phương xin giới thiệu, đó chính là bạn Quách Phương. Cả nhà hãy thả thật nhiều bông, thật nhiều hoa để chào đón cái phần chia sẻ đầu tiên của bạn Quách Phương nha cả nhà. Đây là lần thứ hai bạn ấy lên Zoom, nên cả nhà hãy ủng hộ cho bạn bằng thật nhiều bông, thật nhiều hoa nha. Đây, Phương xin nhìn mic lại cho Quách Phương nhé. Xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe em Phương nói không ạ? Nghe Phương Trước ơi. hết á, em Phương xin cảm ơn Hot đã dậy sớm mở Zoom. Cảm ơn chị Bích, MC Thể Lực đã có một màn khởi động rất năng lượng. Cảm ơn MC Mục Tiêu Thanh Phương xinh đẹp đã giúp chúng ta có cái cách lên mục tiêu dễ hiểu và rất chi tiết. Sáng qua thấy em Phương trên Zoom, sáng hôm nay cũng thấy em Phương trên Zoom. Mọi người đừng cười vì em Phương chiếm sóng nhiều quá nhé. Ở Dropy thì em Phương rất ấn tượng với câu nói: người đi trước, người dẫn đường của mình làm gì, mình hãy làm theo cái đó. Và người đi trước, người dẫn đường, người mentor của mình yêu cầu mình làm cái gì, mình cũng hãy cố gắng thực hiện điều đó. Hôm qua yêu cầu em Phương nên làm MC mục tiêu, em Phương nhận lời. Hôm nay nói em Phương lên chia sẻ kinh nghiệm, em Phương không dám từ chối. Nói về việc chia sẻ kinh nghiệm thì thực ra em Phương chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ đâu. Tại vì cái cách em Phương làm chính là cái cách những người đi trước ở Dropy đã làm, mà em Phương cũng được hướng dẫn lại thôi. Cách em Phương làm có lẽ là trước hết đảm bảo đủ đúng các tiêu chí, đó là đúng đủ đều. Đúng đủ đều trong đi học, trước hết là việc tham gia 5AM. Đúng đủ đều trong đăng bài trên mạng xã hội. Đúng đủ đều trong lan tỏa và trong bán hàng. Muốn đúng đủ đều trong bán hàng thì trước hết chúng ta hãy có cái tệp khách hàng. Thì phải vẽ được chân dung khách hàng, phải hiểu kỹ về sản phẩm. Em Phương là một công chức ở huyện, thì ngày mới vô Dropy á, em Phương đã xác định là cái tệp khách hàng của mình trước hết là những người xung quanh mình, tức là những người cũng đi làm giống mình và bạn bè ở ở bạn bạn bè trước đây cũng như bạn bè thời học đại học hay là cấp 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 1, cấp 2, cấp 3 của mình ở những cái địa phương khác hay là những người thân của mình á. Thì ban đầu sản phẩm phễu mà em Phương chọn
Đó là những sản phẩm liên quan đến làm đẹp, sức khỏe mẹ và bé. Dù rằng á, mình không đẹp, mình không có thế mạnh về việc bán các sản phẩm làm đẹp, thế nhưng mà mình khi vô Dropy, em Phương hiểu rằng mình phải là sản phẩm của sản phẩm. Cho nên em Phương đã trải nghiệm sản phẩm để mình hiểu sản phẩm, yêu sản phẩm, và để cho những người xung quanh thấy sự thay đổi của mình khi mình vô Dropy và mình xài những sản phẩm có chất lượng ở trên đó. Nhưng mà ở Dropy thì mình hiểu rằng khi thực chất của kinh doanh Dropy là kinh doanh một sao, tức là để lên được một sao và để có cái mức hoa hồng cao hơn thì mình phải đi những cái sản phẩm có giá trị cao hơn bên cạnh những sản phẩm phễu. Đó là những cái sản phẩm chủ lực như là thế giới lọc nước hay là Kuchen. Thì đối với những sản phẩm có giá trị cao thì mình không thể nào nhắn tin xin vía, hoặc là mình không thể nào nhắn tin mời chào giống như là những cái sản phẩm phễu được. Thì em Phương đã chọn cách là tích cực đăng bài trên mạng xã hội, trên những cái trang cá nhân như là Zalo hay là thì khi đăng lên đó thì thực tế ra thì có rất nhiều người quan tâm. Tại vì sản phẩm của Kuchen và thế giới lọc nước trên Dropy là những sản phẩm rất chất lượng. Thì khi có khách hàng quan tâm, em Phương đã tự tư vấn hết những điểm mạnh, những cái điểm khác biệt để của Kuchen và thế giới lọc nước đối với những sản phẩm khác. Thậm chí em Phương còn phải so sánh sản phẩm của Kuchen và thế giới lọc nước trên kệ Dropy với những cái sản phẩm có giá trị trên thị trường để cho khách hàng thấy rằng tại sao mà sản phẩm của Kuchen và thế giới lọc nước nó tốt đến như thế, nhưng mà thực chất thì cái giá cả của nó so với nhiều sản phẩm khác nó không cao. Thì em Phương rút ra một điều, đó là khách hàng đa phần mà của em Phương á còn chưa chốt những sản phẩm có giá trị cao, bởi vì họ lăn tăn về giá cả. Thì khi đó em Phương sẽ lên một cái danh sách để khi mà những cái sản phẩm của Kuchen và thế giới lọc nước có sale, mình sẽ lục lại để mình thông tin đến khách hàng, thì khi đó cái việc upsell nó sẽ dễ dàng hơn. Chẳng biết chia sẻ của em Phương có giúp gì được cho các anh chị em trong Zoom sáng nay không, nhưng mà thực sự ra thì bây giờ em Phương cũng không biết nói gì nữa, và cũng xin phép được dừng để anh chị em có cơ hội nghe kinh nghiệm của các thánh bán hàng và các thánh lan tỏa còn lại trong danh sách. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Nhưng đồng thời cũng đừng quên cái mục tiêu của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một ngày chốt đơn mỏi tay nhé. Rồi, Phương xin chào mọi người. Thanh Phương ơi. Rồi, cảm ơn Quách Phương với cái phần chia sẻ vừa rồi nhé. Cảm ơn Phương rất là nhiều với những cái phần chia sẻ rất là chân thành, đúng không ạ? Chân thành của bạn Phương. Bạn Phương thì có cái ưu thế đó là bạn tìm hiểu rất là kỹ về sản phẩm lọc nước và Kuchen, và cũng đang đi được những cái đơn của các dòng sản phẩm này. Một lần nữa cảm ơn Quách Phương rất là nhiều nha. Bây giờ thì bạn MC xinh đẹp của chúng ta đã xuất hiện rồi cả nhà. Phương sẽ nhường lại mic cho Cẩm Tú nha cả nhà ơi. Hãy thả thật nhiều bông, thật nhiều hoa. Nãy giờ bạn Cẩm Tú khá là vất vả với cái máy của mình ạ, với cái thiết bị của mình. Rồi, xin chào Cẩm Tú nha. Dạ vâng. Ok, cảm ơn chị Phương ạ. Cảm ơn cả hai chị Phương, đúng không ạ? Cảm ơn cả hai chị Phương, sorry cả nhà.
Tú có một chút trục trặc vào cuộc một chút. Chúng ta các anh chị em đã nghe cái câu chuyện, cái kinh nghiệm mà bán hàng của chị Quách Phương như thế nào ạ? Cô gái đến từ Nhãn Lồng đúng không ạ? Quê hương Nhãn Lồng đúng không cả nhà? Vâng, rất là nhiều bông, rất là nhiều hoa rồi. Wow, zoom của đây rất là đông đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúng ta đã nghe cái câu chuyện của cái cách bán hàng của chị Quách Phương rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Thế thì chào em Tú Năng. Vâng, em cảm ơn chị Bích. Người thứ hai mà ekip chương trình hôm nay muốn giới thiệu với các anh chị em ở trong phòng Zoom của chúng ta, chúng ta cứ nói rằng là gì ạ? Vào đây làm gì có khi mà nói mọi người lên chia sẻ hoặc là bảo mọi người là bán hàng có khó không đúng không ạ? Ai cũng bảo khó lắm. Thế nhưng mà như Tú được biết là có một chị mới vào thôi, mới vào được Shopee, nhưng mà đơn hàng là cứ bán tăng nữa. Thế xong rồi Tú cũng có một chút vinh dự là vào cùng quê chị này thì cũng người Bắc Giang giống như cả Tú ạ. Hiện tại bây giờ thì đấy, thế là gì ạ, thấy là cùng quê rồi vào shop hỏi là có cách nào mà chị có thể bán hàng được tốt thế thì vâng ạ. Đấy thì bây giờ để mọi người có thể nghe cái bí kíp của chị ấy, là chị làm thế nào để chị vẫn cứ ra đơn, vâng ạ, làm thế nào để có thể bán hàng được, mới vào thôi nhưng mà có thể bán được hàng ngày hoặc là hàng tuần đúng không ạ? Vâng ạ. Nhờ mọi người, cẩm tú nhờ mọi người nhé, là hãy thả bông thảo hoa chào đón người thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là chị chị Nhung Trần ạ. Vâng ạ, chị Nhung ạ. Chị Nhung đến từ Hà Bắc Bắc Giang Bắc Ninh ạ. Dạ vâng, em xin mời chị Nhung ạ. Chị Nhung bật đúng mic chưa ạ? Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? Dạ, nghe rồi chị ơi. Vâng ạ. Em xin chào mọi người ở trong Zoom ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Nhung. Em quê quán ở Bắc Giang, thành phố Bắc Giang ạ. Và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bắc Ninh. Bản thân em thì nói như nào nhỉ? Nói là một dân văn phòng thuần chủng luôn đấy ạ. Bởi vì là từ trước đến nay em chưa từng tham gia bất cứ một cái công việc kinh doanh nào, cũng như chưa hề làm thêm gì ngoài cái công việc mà văn phòng mà mình đang làm. Thế thì đến với cả Dropy thì thực sự nó cũng là một cái duyên rất là may mắn. Thế thì đăng ký trở thành đối tác của Dropy thì là từ giữa tháng 11 năm 2022, nhưng mà đến tận ngày 27 tháng 11 bắt đầu em mới đăng bài khai trương đầu tiên của mình. Thế thì trong 3 cái ngày khai trương cuối tháng 11 đấy ý, thì ngày nào em cũng bán được 5 đơn, 7 đơn, 9 đơn. Nói chung là cũng rất là thú vị với cái trải nghiệm bán hàng đầu đời của mình như thế. Thì tất nhiên là sau nó cũng giảm dần đi, nó không thể nào mà cao được như thế, nhưng nói chung là ngày nào mình cũng có đơn hàng để bán đấy. Thế thì nói về kinh nghiệm thì thực sự bản thân mình chẳng có cái kinh nghiệm gì cả, vì mọi thứ nó đều là sự bắt đầu ấy. Thế nhưng mà khi mà bản thân em ấy thì là quan điểm rất là kiên trì và rõ ràng, có nghĩa là khi mình đặt ra một cái mục tiêu gì là mình sẽ cố gắng đi từng bước một để theo nó. Thứ hai nữa là em cũng rất là siêng năng, ví dụ như là học hành, thậm chí là những cái record lại em cũng học, em học rất là nhiều. Thế thì trong cái khoảng thời gian chờ khai trương đấy thì cũng trang bị cho mình được một số cái kiến thức cơ bản. Thế thì và cũng biết cách lựa chọn những cái sản phẩm phễu, ví dụ như là cái đầu tiên mà em quan tâm nhất ấy, đấy là cái TH Diệp Lục. Đấy, thế là em đặt thử luôn về để sử dụng. Thì em thấy nó thực sự rất là dễ uống và ngon.
Bản thân em thì làm chia sẻ với mọi người, em là một người thuần thực vật, có nghĩa là trong khoảng 2 năm nay là cái bữa ăn hàng ngày của em chỉ có nước ép này, rau củ quả trái cây và sinh tố thôi. Em không ăn ăn như mọi người là cơm thịt trứng sữa gì cả. Thế thì cái nước ép ấy, em cũng hay ép đến và mời mọi người uống, nhưng mọi người nó khó uống lắm, bởi vì nước ép của em bao giờ cũng thành phần là 7 rau và 3 trái cây, chứ không đơn thuần là chỉ trái cây như mọi người. Thế nước ép của em nó rất là khó uống. Thế thì khi em trải nghiệm cái sản phẩm TH Diệp Lục này thì em đã mang đến cơ quan rồi em pha ra em mời mọi người uống, thì mọi người bảo cái này uống ngon này, thơm này. Thế là cứ như thế em đi em bán được rất là nhiều Diệp Lục. Đấy ạ, có khi có ngày 4-5 hộp Diệp Lục luôn đấy ạ. Thế thì thực ra nó cũng rất là tốt, nên là mình vừa được trải nghiệm rồi và mình cũng chia sẻ với mọi người rồi, nên là mọi người cũng ủng hộ rất là nhiều. Đấy là về cái sản phẩm phễu của mình. Hai nữa là cái dòng canxi Miduquina Menaquy7 đấy ạ. Thì là em cũng chịu khó em đọc, em học về các thành phần của canxi. Em thấy nó quá xuất sắc luôn ạ. Thực sự là con em có 3 đứa, nên là cái việc trải nghiệm canxi là mình đã trải nghiệm nhiều rồi, nhưng mình không có kinh nghiệm, mình không có kiến thức gì cả. Thế thì khi mà biết đến cái dòng canxi Menaquy7 này, cái là em vào YouTube em học này, rồi em đăng ký các lớp về của nhà cung cấp. Thế thì em đã biết cách đọc thành phần, phân tích thành phần, thì em cứ đi đâu em cũng mang cái lọ canxi của mình đi, là đây này, cái canxi này của chị nó tối ưu như thế này này, canxi của mình nó như thế này này, đây nhá, đây là canxi của bạn này, đây là canxi của tớ này, tớ phân tích cho cậu nghe này. Thế là sau đấy là mọi người cái chốt canxi ầm ầm ấy ạ. Đấy, đấy là hai cái sản phẩm phễu mà em đã phát triển được. Đấy, thêm một cái nữa, đấy là cái dòng nước lau nhà Phúc Lé. Thì mình cũng mua về mình trải nghiệm, mình thấy nó quá là sạch luôn ý. Mà muỗi này, kiến này, cảm giác như là nó cũng giảm đi rất là nhiều. Thế là đi đâu mình cũng lại khoe. Đi đâu mà là đấy nha, em bây giờ em đang có một cái siêu thị online nhá. Mọi người mua cái gì là nhớ là ủng hộ em. Và em cam kết là cái chất lượng của em là xịn sò luôn. Mọi người tin tưởng em như nào thì tin tưởng sản phẩm của em như thế. Thế là đi đâu cũng bán được. Thế còn đối với cả, đấy là bán hàng trực tiếp, còn dụ qua nhắn tin thì cũng biết là mình cũng phải đi xây dựng các mối quan hệ ấm, nóng. Thế là rồi cũng nhắn tin, hỏi han về cuộc sống, về con cái, về công việc. Thì sau đó là tranh thủ chia sẻ các sản phẩm của mình. Nên là thực sự là bán cũng khá là tốt ạ. Vâng, còn nói về kinh nghiệm thì mình cũng không có cái kinh nghiệm gì đâu. Đấy là những cái gì mà mình cũng đã trải nghiệm được trong khoảng gần một tháng bán hàng tại Ruby ạ. Vâng ạ, bây giờ thì em cũng không biết phải nói gì hơn, và cũng muốn cảm ơn ban tổ chức là cho em cái cơ hội để được chia sẻ. Đây là lần đầu tiên em được lên Zoom và lần đầu tiên em nói trước mọi người, nên là em cũng hơi run một chút ạ. Vâng ạ, em xin cảm ơn mọi người ạ, và xin gửi lại mic cho MC ạ. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Nhung ạ. Tú thấy là có rất nhiều các anh chị em ở trong phòng Zoom đã comment là cô gái mùa đông ạ. Dạ vâng. Các anh chị thấy không ạ? Ở ngoài có rất nhiều anh chị em ở ngoài miền Bắc không ạ? Có nhiều người ở miền Bắc không ạ? À, chúng ta thấy là vâng ạ, trời hai hôm nay bắt đầu từ hôm qua sáng hôm qua là rất là rét đúng không ạ? Rất là rét, cho nên là ai cũng phải áo ấm. Vâng. Sau khi nghe câu chuyện của chị Nhung thì mọi người hãy nếu như vâng ạ, cho mọi người một từ để có thể để nói lên cái câu chuyện, cái bí kíp của chị Nhung, thì mọi người sẽ comment vào trong khung chat từ gì ạ? Mọi người sẽ comment vào trong khung chat từ gì đấy ạ? Mọi người hãy comment đi ạ. Comment vào trong khung chat từ gì ạ? Vâng ạ, cô Yến tuyệt vời ạ. Cô Độ Yến tuyệt vời. Vâng. Mai Ngân là chia sẻ trải nghiệm. Chị Hoàng. Ok. Dạ vâng ạ. Thế đấy, Ngân đã xin vía chị Nhung. Quá tuyệt vời ạ, chị Lan Phương quá tuyệt vời ạ. Vâng ạ. Đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là chị Nhung khi mà vào Dropy đúng không ạ?
chị Nhung khi vào được đó thì chị đã quyết định là lựa chọn cái dòng sản phẩm tuệ của mình. Đấy, lựa chọn dòng sản phẩm tuệ của mình đó là gì? Đó chính là gì ạ? Sản phẩm diệp lục đúng không? Đấy, và khi đã quyết định lựa chọn sản phẩm tuệ rồi thì luôn luôn là đi chia sẻ giống như là cái canxi vitamin B7 vậy. Thế thì các anh chị em đã nốt lại được chưa? Đặc biệt là các anh chị em là người mới ạ, đã nốt lại được chưa? Nốt lại cho mình những cái bí kíp, những cái kinh nghiệm của người đi trước đó. Vâng ạ, mọi người đã nốt lại được chưa? Vâng ạ. Thế thì tổng thú thấy rằng là gì ạ? Không chỉ là việc chia sẻ, việc lan tỏa, mà cái đặc biệt nhất đó là chị Nhung là chị đã học đúng không ạ? Rất là chăm học luôn, luôn luôn đi học lại kèm với cả nghe lại cái video nữa, để sao để một kiến thức có thể chia sẻ cái sản phẩm này đến cho nhiều người từ trực tiếp đến thông qua những cái bạn bè xa đúng không ạ, qua tin nhắn và hỏi vân vân. Và chắc chắn rằng là em cũng chắc chắn là chị Nhung sẽ còn thành công hơn nữa. Vâng ạ, sẽ thành công hơn nữa ở trong Dropy ạ. Xin cảm ơn chị Nhung một lần nữa. Và các anh chị có muốn nghe những câu chuyện tiếp theo không ạ? Chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có muốn nghe những câu chuyện tiếp theo không ạ? Có muốn nghe bí kíp của nhiều người hơn nữa và chuyển những cái bí kíp của mọi người sang thành những cái bí kíp của mình không ạ? Mọi người có nghe thấy không ạ? Nghe chị. Một tú vấn là gì ạ? Ok, vâng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mọi người có muốn nghe nữa không ạ? Có nghe, muốn nghe. Chị Mai Lan nói rằng là có muốn nghe. Vâng ạ, có muốn nghe. Một câu chuyện của chị này và Tú được nghe chia sẻ rằng là một mình chị có thể bán hàng và lên được một sao. Đấy, một mình có thể bán hàng và lên được một sao. Thế thì cả nhà thì thế nào? Bán hàng một mình mà lên được một sao, không phải ai trong chúng ta cũng làm được điều đó đúng không ạ? Đấy, vậy thì và tổng thú xin được giới thiệu với các anh chị em ngày hôm nay bạn coach một sao Trần Thị Mỹ Hạnh ạ. Xin chào mọi người có nghe em không ạ? Trước hết thì em xin giới thiệu là em tên Hạnh và em hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại bệnh viện Hùng Vương. Và nãy giờ nghe chia sẻ của các chị rất là hay. Thật sự là tại vì em cũng không phải là kinh nghiệm gì nhiều đâu ạ. Em buôn bán online thì chắc là rất là nhiều năm rồi và đủ hết các mặt hàng. Ví dụ như em nhà ở Đà Lạt thì em sẽ sử dụng sản phẩm của nhà em để bán. Và chồng em ở Bình Thuận thì em cũng sử dụng sản phẩm của chồng em bán. Và hầu như là trước em mua của mọi người thôi. Tức là 100 người bán, vạn người mua mà. Bạn em thì bán rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là tháng này mua của người này, tháng kia mua của người kia. Và khi mà cái chuyện mà em bán online thêm Robby, thật ra là cũng không có gì gọi là mới so với bạn bè của em luôn. Tại em bán quá nhiều mà, thì bây giờ em có bán thêm một sản phẩm nữa thì thật ra nó cũng không gọi gì nổi trội. Thì chính vì vậy khi mà em chọn những cái sản phẩm phễu á, sản phẩm phễu như là mặt hàng về chăm sóc trẻ em, thứ nhất là nó gắn liền với em có 3 đứa con và cũng ở lứa tuổi nhỏ, 1 tuổi, 2 tuổi rưỡi và 4 tuổi, thì em chọn cái sản phẩm là Lactin Go cho các bé, tại vì bé thứ hai nhà em nó có nhiều vấn đề về tiêu hóa do bé sinh mổ. Và nó cũng mặc dù bú mẹ nhưng mà thời điểm đó trong tư tưởng của em nghĩ là bé bú mẹ mà ra nó không đủ. Mà con em thì nó quá dễ chịu đi, nó không ngọt đủ, nó cũng không phản ứng gì cả, và thậm chí bác sĩ cũng không phát hiện ra được là con em nó bú toàn hơi, chẳng có sữa gì hết.
Và đó là cái vấn đề rất là lớn về cái đường tiêu hóa của nó. Nên chính vì vậy mà khi mà em biết được sản phẩm gọi là có bệnh thì cầu thứ phương mà các chị, nên em sử dụng khá là nhiều những cái sản phẩm ở bên ngoài. Và khi biết được cái sản phẩm của Lacklingo thì em cũng đã xài cho con em và em thấy cải thiện. Chính vì vậy mà em mới chọn cái sản phẩm đó làm sản phẩm phễu để chia sẻ. Tại vì mình không có quá nhiều bệnh để mà sử dụng hết tất cả cái sản phẩm trong cái gian hàng của mình. Nhưng mà cái đó là cái chính mà em chia sẻ với mọi người. À, và tại sao mà em lên được một sao một mình em? Là khi mà chị Lan thúc em rất là nhiều để em tham gia bán hàng. Tại vì em có quá nhiều công việc nên em cũng không coi Robby là một cái việc chính. À, thật sự là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì Robby giống như là một nguồn, gọi là nguồn thu nhập của em. Mỗi lần nói đến là chị Lan hay cười em. Tại vì lâu lâu chị Lan có quà, nói chung em cũng giống như nít vậy đó. À, lâu lâu có quà thì em sẽ ra đơn vèo vậy. Lý do là tại em không có quen mời mọc mọi người. Thật sự là vậy. À, cách của em là em có rất là nhiều bạn bè ở online. Facebook, Zalo. Và em thường không đi mời mọc, cũng rất ít khi là xin vía. Nhưng mà một khi em đã mời thì em sẽ ra đơn. Tại vì giống như trước đây những cái mối quan hệ của em tương tác với mọi người rất nhiều. Và lúc đó mình không nghĩ là Mình sẽ không nghĩ là mình sẽ bán hàng gì cả, mà là cái cách trao đổi tương tác trên mạng một cách bình thường. Comment dạo đó các chị. Đó cũng là một cách để cho mình comment dạo, nhưng mà phải thật, chứ không phải là comment tương tác hay quá, đẹp quá, hay là tương tác qua lại nha. Thì nó không phải là một cách chân thành để mình comment với những cái mối quan hệ mà mình xem đó là bạn bè của mình. Thì cái mấu chốt em muốn nói đó là cái sự quan tâm. Vì bây giờ mình rất ít gặp nhau và em hầu như cũng không có thời gian để gặp mọi người luôn. Em làm từ sáng, ví dụ như hôm nay 5 giờ thức dậy thì em sẽ dành cho gia đình riêng cái ngày chủ nhật thôi. Còn bình thường em sẽ là 5 giờ cho tới 9, 10 giờ tối chẳng hạn. Thì thời gian học sản phẩm hầu như em cũng không có nhiều, mà em chỉ có nghe lại thôi. Em chỉ có nghe lại sản phẩm thôi. Nên là cái khuyết điểm của em không dám mời. Một phần cũng là vì em chưa hiểu rõ sản phẩm đó. Nên là khi mọi người muốn chia sẻ những cái sản phẩm gì thì mọi người nên hiểu rõ cái sản phẩm đó. Còn khi em lên một sao thì em bán được cái máy rửa chén. Máy rửa chén này em tự tin là em tư vấn được luôn. Tại vì trước đây em đã có thời gian ở nước ngoài và em sử dụng rất là thuận tiện. Mặc dù không phải dòng máy của Kuchen, nhưng mà em biết được những cái lợi điểm của nó. Và em xin tài liệu của bên Kuchen và để em học. Em tự học. Và khi em tư vấn cho khách hàng của em thì đó là giống như là một cái thành quả mình hưởng lại thôi. Bạn này là một cái cộng tác viên về bảo hiểm. Và trước đây khi bạn tư vấn và bạn thuyết phục em mua bảo hiểm thì gọi là rất là một cái khó khăn của bạn luôn. Và khi em mua bảo hiểm bởi vì em hiểu và em mua cho bạn ấy thì bây giờ khi mà em đăng ngay cái trúng cái nhu cầu của bạn là bạn vừa xây nhà mới. Tức là em cứ đăng lên như vậy và trúng ngay lúc bạn xây nhà mới và bạn muốn làm hết toàn bộ thay những cái nội thất trong nhà bạn. Thì bạn không ngại khi mà nghe em chia sẻ và bạn đã chốt luôn cho em. À, và nhờ cái đó là động lực, và chị Lan cũng thúc là ôi ơi, gần đủ điểm rồi, cố lên, mời đi. Có cái gì đâu mà, mời đi, em cứ mời đại đi. Bình thường em không mời, bây giờ em mời đại đi. À, thì sẽ ra đơn thôi mà. Kêu trời ơi, không phải là em ngại, nhưng mà cứ mời mất công quá. Em thấy em có thời gian. Nhưng mà sau này, những cái tháng sau này thì Hạnh ra đơn cũng khá là đều. Không phải đơn lớn, nhưng mà khá là đều. Bởi vì mình phải nhắm tới một cái vấn đề nữa. Đó là khi mà mình mời thì mình phải có cái sự chăm sóc khách hàng sau đó. Hỏi là chị ơi, chị xài sản phẩm thế như thế nào, hoặc là có vấn đề gì mà mình không xài tiếp sản phẩm hay không ạ, hay là mình đã chọn được những cái sản phẩm khác có thể chia sẻ ngược lại với mình hay không đó. Thật ra là nhiều khi khách hàng của mình, bây giờ khách hàng của mình, người ta có rất là nhiều nguồn thông tin, luôn. Nên thậm chí khi mà họ không xài hàng của mình, mình cũng nên hỏi lý do. Chị ơi, tại sao mình không xài nữa vậy? Những cái dòng sản phẩm của em thường là chuyên về, bây giờ nó là chuyên về những cái organic và những cái chuẩn và những cái thuần tự nhiên, thì những cái tác dụng của nó không có tác dụng liền như những cái dược phẩm hóa học.
mà nó giống như là bữa ăn thức uống của mình vậy đó, phải trải qua thời gian, ví dụ ít nhất một liệu trình 3 tháng, 2-3 tháng. Sao chị mới xài có một thời gian, một liệu trình 1 tháng như vậy mà chị không sử dụng nữa thì như thế nào? Thì khách hàng sẽ chia sẻ ngược lại với mình. Và đó là cái cách mình nắm tâm lý khách hàng, và mình để chia sẻ, mình nói nhiều hơn về sản phẩm của mình. Làm sao mình để mình có thể chốt được liệu trình 3 tháng dài hơn là 5 tháng, 6 tháng, để mà mình duy trì được cái nguồn khách ban đầu của mình khi mà mình chưa có lượng khách hàng mới. À, mình dạ em xin chia sẻ vậy thôi, em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chị Hạnh. Vâng, chúng ta hãy tả vông tả hoa để cảm ơn chị Hạnh đi cả nhà ơi. Khác với chị Nhung đúng không ạ? Chị Hạnh thì khác với chị Nhung. Chị Nhung thì trước giờ là chưa bán hàng bao giờ. Đấy, chưa bán hàng bao giờ. Và khi đi bán hàng thì cũng được rất là nhiều người ủng hộ. Vì gì ạ? Vì uy tín đúng không ạ? Ủng hộ vì bình thường đã là tin tưởng. Tin tưởng những thứ mà chị Nhung làm và chị Nhung sử dụng. Đấy, sau đó là chị Nhung đi chia sẻ. Thế còn chị Hạnh thì lại có một cái sự khác hơn. Đó là gì ạ? Một người mà giống như chị Hạnh nói rằng là chị Hạnh bán quá nhiều sản phẩm rồi, bán rất là nhiều sản phẩm rồi. Vậy bây giờ nếu như bán thêm một vài sản phẩm của Robby nữa, bình thường thôi, mọi người thấy rất là bình thường. Đúng không ạ? Đấy, và đặc biệt nữa là giống như chị Hạnh có nói, có chia sẻ với chúng ta, đó là gì ạ? Ở Robby thì chúng ta là những người dưới, thì chúng ta luôn luôn được apply bên trên của chúng ta. Mentor của chúng ta sẽ hỗ trợ, sẽ đi cùng chúng ta. Và luôn mong muốn cho chúng ta càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng phát triển, đúng không ạ? Đấy ạ. Giống như là chị Mai Lan có comment vào trong group chat, cái lúc mà chị Hạnh chia sẻ về cái việc mà chị Hạnh lên 1 sao ấy. Đó, thì chị Mai Lan bảo không lên thì phí. Đúng rồi ạ. À, tuyến dưới các tuyến dưới mà không lên thì gì ạ? Không lên thì cái mức chênh lệch, đúng không ạ? À, mức chi phí cho chi phí đào tạo rồi hướng dẫn người thì người bên trên được hưởng hết đó. Nên là nhất quyết là gì ạ? Chúng ta đã cố rồi, thì sẽ phải gì ạ? Sẽ phải cố bằng được để có thể gì ạ? lên được sao. Và tổng thủ tin chắc rằng là với cái sự tự tin của chị Hạnh thì chị Hạnh sẽ còn nhanh. Vâng ạ, sẽ nhanh cán được mốc 2 sao, 3 sao. Và đó, vâng ạ. Và cố gắng là phấn đấu năm 2012 là chúng ta sẽ đạt được Year 7 để có thể đấy, Year 7 để chúng ta có thể là gì ạ? Đi đến một cái nước nào đó cùng với anh chị em. À, năng lực ra đơn của chị Hạnh đúng là siêu sao. Có tự tin là sẽ làm được, đúng không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc một lần nữa chúc mừng chị Hạnh ạ. Chúng ta đã được gặp gỡ với 3 người dịch rồi, đúng không ạ? Và vậy thì người chị thứ tư thì như thế nào đây ạ? À, người chị thứ tư ở trong banner của chúng ta, đúng không ạ? Banner được chia sẻ ngày hôm qua. Đó là chị nào đây ạ? Một chị Cẩm Tú cũng bật mí một xíu, đó là chị cùng quê hương với Cẩm Tú ạ. Vâng, cùng quê với Cẩm Tú ở Bắc Giang ạ. Dạ vâng ạ. Và chị ở trong team của Cẩm Tú là một người thì rất là một người rất bận rộn. Chị là giáo viên nhưng rất là bận rộn luôn. Chắc nữa chị sẽ bật mí cái sự bận rộn của chị ấy. Thế nhưng mà vẫn rất là tích cực chia sẻ bài và chia sẻ cái việc đó là lan tỏa trong sản phẩm ở trong Robby. Và chị đã lên được 1 sao cách đây cũng lại quên mất rồi, cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó. Dạ vâng ạ. Vâng, mọi người rất là chào đón, rất là mong chờ câu chuyện của chị Hảo ạ. Chị Hảo có thể lên chia sẻ một chút cái bí kíp làm thế nào của mình có thể bán được hàng, đặc biệt là với một người vô cùng là bận rộn như chị ạ. Dạ vâng, em xin mời chị Hảo ạ.
Xin chào tất cả anh chị em trong Zoom nhé. Cẩm Tú nghe thấy tiếng chị nói không nhỉ? Dạ, em nghe thấy chị ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh, các chị, các em. Mình xin tự giới thiệu, mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hảo, năm nay 48 tuổi. Mình cùng quê Bắc Giang với Cẩm Tú, nhưng hiện nay mình đang công tác tại tỉnh Lạng Sơn. Nói chung là cái khoảng cách địa lý từ nhà đến nơi mình công tác cũng gần 20 km. Em Tú cũng vừa mới chia sẻ là mình là một người khá là bận rộn. Đây thì Hảo cũng xin giới thiệu thêm với mọi người là mình là một cán bộ quản lý của trường tiểu học. Hiện nay mình đang giữ chức vụ hiệu trưởng. Cho nên cái khối lượng công việc đối với ngành giáo dục hiện nay thì rất là bận. Dù là bận nhưng mình cũng rất là yêu Droppy. Thì cũng xin chia sẻ thêm với mọi người là mình vào Droppy từ tháng 5 năm 2022. Vào cái thời điểm mà nó là mùa thu hoạch của ngành giáo dục. Rất bận với công việc cuối năm là báo cáo tổng kết rồi là quyết toán tài chính. Những cái thời gian đầu mà để dành cho Droppy là mình cũng không có, mình chỉ quan tâm đến việc là lựa chọn sản phẩm để trải nghiệm cho chính bản thân mình. Với thời điểm đó là mình cũng hơi nặng ký một chút, tầm khoảng gần 57 kg, cũng rất muốn là phấn đấu để trở về cái mốc khoảng 52-53 kg thôi, nhưng mà phấn đấu rất nhiều năm nhưng mà không thể làm được. Sau mỗi mùa Tết là ít nhất là trọng lượng cơ thể tăng lên 1 ký hoặc là hơn 1 ký. Khi tăng lên là không bao giờ biết cách để nó giảm xuống. Nên khi vào Droppy thì cái hàng đầu tiên mà mình yêu thích nhất đó là sản phẩm sữa hạt. Mình đã đặt ngay một combo để sử dụng cho mình và ông xã nhà mình. Cái thời gian đầu khoảng hơn 1 tháng là mình không sắp xếp được thời gian để vào năm em cũng như là nghe lại các video của công ty. Thế toàn là chỉ trải nghiệm sản phẩm và lao đầu và làm công việc chuyên môn thôi. Nên hết tháng 6 đến sang tháng 7, bắt đầu đến tháng thứ 3 thì mình bắt đầu đi. Lúc đó mới đầu tư vào việc là học năm em đầy đủ và chia sẻ cái kết quả mà mình đã trải nghiệm từ cái việc là dùng sữa hạt với bạn bè, những người mà mình mong muốn là họ sẽ điều chỉnh cân nặng, bởi vì là qua quan sát thấy rằng là hình dáng cũng hơi phì một chút, cho nên là mình chia sẻ bằng cái tâm của mình, đấy là toàn bạn bè thôi, bạn bè đồng nghiệp và những người mình quen biết thôi. Thế cũng nói thật với anh chị em là để mà chia sẻ mọi người mà tin tưởng được cái sản phẩm này ấy, thì mình cũng đã tham gia một khóa học dinh dưỡng của nhà cung cấp Satika tổ chức. Qua khóa học này thì mình biết rằng là để điều chỉnh được cân nặng thì không đơn giản là chỉ việc uống sữa. Ngay từ cách uống nước mình cũng phải học lại. Thế chưa đây uống thì chỉ biết là thích thì uống thôi, mà hôm nào không khát thì cũng chẳng uống, có khi cả ngày làm việc được, cũng không có thời gian đứng dậy để uống nước nữa. Cho nên là tham gia khóa học dinh dưỡng rất bổ ích. Mình tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình từ việc uống nước, từ biết cách biết lựa chọn sản phẩm để điều chỉnh được cân nặng của mình. Thì sau khi mình áp dụng được vào chính bản thân mình rồi, và mình đã giảm được cân, và mình đã xây dựng cho bản thân mình một cái công thức để tính toán cho nó cụ thể năng lượng calo đầu vào và năng lượng tiêu hao. Từ đó mình mới chia sẻ được với mọi người. Như cách mình tư vấn để bán hàng cho bạn bè là đầu tiên là mình cũng tìm hiểu kỹ về sản phẩm rồi. Thế nhưng không những là chỉ cái thông tin về sản phẩm đâu mà mình trao cho khách hàng của mình một cái gần như là một cái barem là mình tự xây dựng, là gợi ý cách kiểm soát cân nặng. Và mình để cho họ tin tưởng rằng là trong quá trình uống sữa thì phải biết cách điều chỉnh cái món ăn hàng ngày ấy, cho nó phù hợp. Và nếu như chẳng may mà mình dừng sữa thì liệu có duy trì được cân nặng hay không? Cho nên là mình đã chia sẻ với mọi người là cách, gọi là gợi ý cách kiểm soát cân nặng của chính bản thân mình. Nên ai cũng có một cái cẩm nang khi mà được mình tư vấn là họ có một cái kinh nghiệm để giảm cân. Thế thì kết hợp với cái việc giảm cân này thì mình cũng nghiên cứu tìm hiểu cái sản phẩm là cặp đôi thải độc là TH Heal ấy. Thì mình cũng đã áp dụng cho chính bản thân mình, kết hợp với cả việc dùng sữa nữa. Thế thì hai cái loại sản phẩm này thì giúp cho anh chị em giảm cân rất hiệu quả, bởi vì cái tuổi như mình bây giờ thì quan sát ra ngoài xã hội thì rất nhiều chị em là đang thừa cân mà không biết cách điều chỉnh cho chính bản thân mình, đồng đội của mình nữa. Do vậy mình đã kết hợp hai sản phẩm, kể cả sữa hạt với lại bộ đôi thải độc, để tư vấn cho mọi người về cách điều chỉnh cân nặng của mình ấy, thì rất là hiệu quả. Không những là chỉ các bạn nữ đâu mà những anh lãnh đạo, mình đã từng công tác ở 3 xã rồi, cho nên là các anh lãnh đạo cũng rất là tin tưởng ở cá nhân mình, cho nên là các anh cũng sẵn sàng chia sẻ cân nặng, chiều cao rồi là mong muốn giảm cân. Thế do vậy mà từ cái công thức mà mình áp dụng cho chính bản thân mình thành công rồi, chia sẻ cho bạn bè rồi, bắt đầu mình cũng áp dụng cho các anh nam, rất là hiệu quả.
ít nhất là sau một nửa tháng sử dụng thì ai mà nghiêm túc thì cũng phải giảm được từ 1 kg đến 2,5 kg. Thì cái này là cái rất là thực tế, mà cái sản phẩm này thì rất là hiệu quả với mọi người, nên từ đó là mình cảm thấy rằng là mình tự tin đi lan tỏa chia sẻ với khách hàng của mình sử dụng bộ đôi thải độc cũng như là sữa hạt. Thế thì cũng chia sẻ với anh chị em là mình cũng rất là bận, cho nên là cái việc đăng bài so với anh chị em là mình cũng không làm được thường xuyên. Có lúc thì ngày được một bài, có lúc 2-3 ngày mình đăng được một bài, bởi vì là khi đăng bài lên rồi thì phải có thời gian để chia sẻ những cái tin nhắn của anh chị em gửi đến, thậm chí những cái lời bình luận. Mình thì bình luận thì không bao giờ mình bình luận theo kiểu chỉ thả tim, thả like hay là chỉ thích không đâu, mà cũng trả lời rất là nghiêm túc từ cái việc là trả lời tin nhắn, tin bình luận của anh chị em. Thế thì qua cái phần trở thành đối tác của Dropy ấy, thì mình ngẫm ra hai cái lý do mà mình xác định rằng là những người mới thì các bạn cũng nên đặt niềm tin. Thứ nhất là mình cho rằng là chữ tín và chữ tin là mình cần phải trung thành với nó. Cái tin ở đây là tin Dropy là một mô hình kinh doanh rất là hiệu quả, thông minh mà mang giá trị nhân văn rất lớn. Cái thứ hai mình tin nữa là tin ở chất lượng sản phẩm, bởi vì tất cả các sản phẩm này áp dụng đều có hiệu quả và có đầy đủ giá trị pháp lý để cho mình khi chia sẻ với khách hàng. Còn chữ tín ở đây không phải là mê tín, mà cái tín ở đây là mình xác định rằng là bản thân mình phải có uy tín với những người xung quanh, với đồng nghiệp, với xã hội. Những người mà mình bán hàng được đều là những người họ rất tin tưởng mình. Khi mình chia sẻ họ nói rằng là tôi tin bạn. Bạn không cần nói nhiều tôi cũng tin, bởi vì là cái tính cách của mình hàng ngày ấy là mình người rất là chân thành. Qua cách sống, qua cách làm việc với đồng nghiệp ấy thì người ta đã tin từ cái bản thân mình rồi. Nên mình nghĩ là để mà thành công được ở Dropy thì quan trọng nhất là mình phải trung thành với cái chữ tin. Thứ hai là cái uy tín của cá nhân mình là mình phải thường xuyên củng cố để xây dựng. Thì cũng chia sẻ với anh chị em là mình không chỉ áp dụng hai cái sản phẩm này với gia đình đâu, mà mình cũng đã áp dụng rất nhiều sản phẩm, sử dụng rất nhiều, ví dụ như là bột nhân sâm này, rồi là đông trùng hạ thảo, rồi là các cái lai hàng của Cô Chen thì mình cũng đã mua sắm rất nhiều cho gia đình nhà mình, từ máy ép chậm này, chảo cam chống dính này, rồi là nồi chiên không dầu này. Mình đang dự định là để đặt một cái sản phẩm là bếp từ để thay thế bếp ga nhà mình nữa, nhưng dạo này bận quá mình còn chưa có thời gian để vào tìm hiểu kỹ thêm sản phẩm để mình đặt hàng. Nói thật anh chị em là quá bận, lịch công tác, lịch hội họp thường xuyên, cho nên là cũng không dành nhiều thời gian cho Dropy được. Nhưng mà với bản thân mình thì mình tự đánh giá là mình là một người rất là chăm học, sáng nào cũng dậy sớm, không chỉ ngoài học không đâu, vì là vừa nghe chia sẻ kinh nghiệm của anh chị em đồng đội, vừa dở máy tính ra để soạn thảo văn bản, nghiên cứu các văn bản để chuẩn bị cho một ngày mới. Cho nên là nhiều khi anh chị em cũng thông cảm là mặc dù ở trong team thật ấy, thấy anh chị em đăng rất là nhiều bài và chia sẻ những cái tin vui, nhưng mà mình không có thời gian để vào để chia sẻ với anh em đâu, mặc dù cũng theo dõi nhưng mà bận quá, cho nên là nhóm thì rất là nhiều đấy, mình cũng cố gắng là tham gia các cái hoạt động của team, nhưng mà nói thật là cũng nhiều khi bận quá không sắp xếp được, cho nên là anh chị em cũng thật sự thông cảm. Với mình thì mình rất là tin yêu Dropy, bản thân mình trải nghiệm rất thành công và bạn bè của mình cũng vậy. Dạo này thì mình cũng đã, đội nhóm của mình cũng có hơn 10 người. Nhưng mà thực tình là trong đội nhóm của mình thì có một số chị em là còn trẻ, cho nên là cũng chưa tích cực trong cái việc là học năm em cũng như là nghiên cứu sản phẩm. Cho nên các bạn cũng chỉ lác đác đặt hàng thôi. Còn để trung thành, duy trì, nghiêm túc thì có 4 đại lý. Dưới của mình là rất là nghiêm túc, chăm chỉ cho việc bán hàng. Thế mình cũng mới tuyển được một chị giáo viên nghỉ hưu. Chị ấy cũng rất là năng động và công nghệ cũng rất là siêu. Và đúng là mình còn không theo được. Nhưng mà để dành một thời gian nữa để cho chị làm quen với môi trường đã thì sẽ mời lên chia sẻ để anh chị em có thêm năng lượng, để cho mình có cái năng lượng tiếp tục yêu thích cũng như là gắn mình với Dropy đi lâu dài. Thế thì cũng rất là cảm ơn MC Cẩm Tú. Bản thân mình thì có cái gì băn khoăn là hay hỏi Cẩm Tú đó. Nhiều lúc là gọi điện thẳng hỏi thẳng luôn, ít khi nhắn tin bởi vì là nhắn tin mất thời gian lắm. Thế thì trong cái team của mình đây thì mình cũng rất là yêu quý em Mai Ngân. Có nhiều cái khó khăn gì cũng hay chia sẻ với Mai Ngân lắm. Nên là em Mai Ngân là một em rất là trẻ, nhưng mà thường xuyên truyền năng lượng cho đội nhóm cũng như là chính bản thân mình. Thì cũng qua đây cũng rất là mong muốn anh chị em là nếu có thời gian thì hãy tập trung chuyên sâu
và tìm hiểu các sản phẩm Uchen của các loại hàng khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình cũng như là gắn bó lâu dài với Dropy. Và chúc tất cả anh chị em cùng gia đình của mình một ngày nghỉ thật sự là vui vẻ, ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn đội nhóm của mình. Chào tất cả anh chị em nhé. Cảm ơn chị Hảo, cảm ơn chị Hảo rất là nhiều. Mọi người thấy thế nào? Mọi người đọc lại được chữ gì sau khi chia sẻ của chị Hảo ạ? Mọi người hãy comment đi ạ. Mọi người đã học hỏi được những gì từ cái bí kíp của chị Hảo? Mọi người hãy comment vào trong khung chat giúp Cẩm Tú ạ. Để xem như thế nào. À vâng ạ, chị à Tin và Tín ạ. Vâng, chị Nhân Trần, Tin và Tín ạ. Tấn Hòa là giảm cân. Cảm ơn chị em nhé. Cảm ơn chị em. Vâng, cảm ơn chị Hảo rất là nhiều. Trải nghiệm sản phẩm. À dạ vâng, trải nghiệm sản phẩm của chia sẻ. Em Tấn Hòa có nhắn nhủ với chị Hảo là bếp từ đang có khuyến mại. Em Tấn Hòa chia sẻ là biết từ đang có khuyến mại nên là cũng nào cũng biết được cái thông tin đấy rồi, nhưng mà đúng là chưa mình chưa đo lại được cái kích thước bàn nhà mình xem là nó dài rộng bao nhiêu để đặt cái bếp nào cho hợp lý. Chắc chắn là nay ngày mai cũng sẽ phải đặt ngay thôi. Em Tấn Hòa hỗ trợ chị. Mọi người thấy chị Hảo bận rộn đúng không ạ, cả nhà? Chia sẻ với bật mí với cả nhà một chút xíu nữa thì chị Hảo không những là bận công việc ở trường này ở Rocky mà lại còn mới lên chức bà nội nữa, cho nên là lại càng bận hơn nữa. Và buổi sáng ngày ra thì 50 em thì luôn luôn hỏi là thế hôm nay chị có vào Zoom không? Chị có đấy, tức là gì ạ, chị rất là bận. Thế nhưng mà vừa phải chuẩn bị công việc trong một ngày mới, vừa phải chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, thế nhưng mà lúc nào cũng gì ạ, bật máy lên đấy và để nghe, để đồng hành cùng với các anh chị em, thì đó là một cái điều mà vô cùng là tuyệt vời cho team của Cẩm Tú cũng như là của các anh chị em này. Và như chúng ta đã thấy rằng là gì ạ, có một cái cảm giác khi mà em Tú nghe chị Hảo chia sẻ thì qua cái cách mà chị có thể tư vấn được bán hàng cái sản phẩm Satika, thì sự chia sẻ với cả nhà một xíu là chị Hảo là thường xuyên nhá là dành những cái giấy khen của bên Satika đấy ạ. Cứ âm thầm bán hàng thôi, tự dưng đùng một phát là lại thấy đăng lên một cái gì ạ, một cái hình ảnh rằng là gì ạ, đã đạt được cái giải nhất bán hàng của Satika trong tuần hay trong tháng đấy ạ. Rất là yêu đúng không ạ? Và chị có thể bán được cái dòng sản phẩm đấy, đó là gì? Vâng ạ, không chỉ dừng lại vấn đề là trải nghiệm, mà chị còn biến mình trở thành một chuyên gia thông qua cái việc là gì ạ, đi học cùng khóa học dinh dưỡng của cái nhà cung cấp và nghiên cứu thêm ở bên ngoài, trở thành chuyên gia để tư vấn cho khách hàng. Thế thì đối với những người mà bình thường người ta đã tin mình rồi, bây giờ mình lại trở thành một chuyên gia về sản phẩm như thế, thì không có lý do gì là người ta không tin mình đúng không cả nhà? Xin phép Cẩm Tú là khoe thêm với chị em một chút chỗ này để cho chị em có năng lượng. Tức là khi mình sử dụng cái sản phẩm Satika và lan tỏa cũng thành công ấy, tháng nào mình cũng được bên nhà cung cấp Satika vinh danh là nhà phân phối xuất sắc và kèm theo phần thưởng rất là lớn. Mỗi một tháng thì được khoảng 5 hộp sữa phần thưởng của Satika cộng với 2 hộp cốc. Đấy là tháng nào mình làm nó ít. Còn tháng nhiều thì được thưởng 10 hộp sữa với lại 5 bộ cốc. Phần quà rất là lớn, trị giá tầm khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu như này. Thì mình cũng ham học lắm, vừa rồi thì mình còn hoàn thành một cái khóa học là trở thành chuyên gia phát triển chiều cao. Nói thật với anh chị em là mình cũng hơi thiệt thòi một chút cho gia đình là chiều cao hơi thấp so với chị em trong nhà. Mình cũng rất là băn khoăn, đến khi mình nuôi con thì mình cũng chưa có kinh nghiệm đâu. Nhưng bây giờ có cháu thì bắt đầu mình mới tìm hiểu để mình quyết tâm là sẽ nâng chiều cao cho cháu nội của mình. Cùng với có những kinh nghiệm để tư vấn cho học sinh nữa. Do vậy mà mình cũng đã có giấy chứng nhận công nhận mình là chuyên gia phát triển chiều cao. Nhưng mà cũng chưa có thời gian để đăng bài về cái nhóm hàng đấy. Cho nên là chắc chắn là tới cũng đã chia sẻ với mọi người. Rất là cảm ơn Cẩm Tú. Xin phép dừng phần chia sẻ đây. Vâng ạ. Vô cùng là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Cả nhà đấy thế nào? Rất rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đấy, mọi người, Mai Ngân đang nói rằng là mê quá kìa. Mê quá.
rất là mê luôn đúng không ạ? Đấy. Và như hôm qua là chị Hảo đi đi cho học sinh trải nghiệm và đi trải nghiệm cùng với đưa học sinh ở trường đi trải nghiệm đến tận tối khuya mới về. Và lúc đấy là về cái là phải gọi điện ngay cho tổng cục xem là à chị chia sẻ vào thứ mấy đúng không ạ? Rất là bận rộn. Vâng, một lần nữa cảm ơn chị Hảo rất là bận rộn nhưng mà đã lên chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để truyền cái động lực cho các anh chị em, đặc biệt là đối với những chị em là người mới đúng không ạ? Chị quá giỏi ạ. Cảm ơn chị Hảo đấy, rất là nhiều cảm ơn ạ. Và mọi người hãy thả thật nhiều bông, thật nhiều hoa, thật nhiều tin để cảm ơn người đã truyền đến năng lượng cho chúng ta được không cả nhà? Vâng, cảm ơn. Sáng chủ nhật trời miền Bắc này vô cùng là rét ạ, rất là lạnh ạ. Nhưng mà chúng ta đã có được rất là nhiều năng lượng vì của các đồng đội truyền sang cho chúng ta đúng không ạ? Nhiều bông nhiều hoa nữa được không ạ cả nhà? Nhiều bông nhiều hoa nữa được không cả nhà ơi? Dạ vâng ạ. Thế thì người mà chị Hảo lúc nãy có chia sẻ là gì? Ngoài Cẩm Tú là chị Hảo hay hỏi Cẩm Tú này, thậm chí như là lại còn có những có bạn mà không trong team Cẩm Tú á. Vâng, bạn này bạn ấy không trong team của Cẩm Tú đâu. Đấy. Nhưng mà chúng ta cùng là gì ạ? Cùng team của mentor Lê Sự, và đặc biệt nữa đó là chúng ta cùng là gì ạ? Những đối tác của Droppy. Thì ở Droppy có một cái hay, đúng không? Có một cái hay là bất kể ai nếu như biết và được hỏi thì cũng đều luôn luôn là gì ạ? Sẽ trả lời, sẽ giúp đỡ, sẽ hỗ trợ cho chúng ta về kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Đúng rồi ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất là nhiều. Đó, thì ở Droppy đó chính là cái giá trị giúp đỡ. Mọi người giúp đỡ, mọi người chia sẻ, mọi người hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Mặc dù là gì ạ? Không liên quan đến lợi ích của nhau, nhưng mà vẫn gì ạ? Vẫn cố gắng và giúp đỡ nhau hàng ngày. Đúng không ạ? Thì đấy là một điều tuyệt, rất là vô cùng là tuyệt vời. Và cô gái mà chị Thảo vừa nhắc đến trong cái câu chuyện của mình đó chính là cô em Mai Ngân, thường xuyên là MC của chúng ta đúng không ạ? Và tuần vừa rồi thì cô ấy cũng đã có rất là nhiều cái đơn hàng, vâng ạ, đơn hàng thả vào trong group ạ, thả vào trong group của chúng ta. Và xin được mời em Mai Ngân ạ. Dạ, cảm ơn chị Tú. Em xin chào tất cả các anh chị em ở trong. Em hôm nay rất là vui khi là bạn được ngồi đây để chia sẻ về cái kết quả bán hàng của mình. Và vui hơn nữa là trong buổi Zoom ngày hôm nay thì được nghe chị Phương này lần đầu chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng này, rồi chị Nhung mới vào Droppy, rồi chị Hảo, và cũng như là các chị em đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là giá trị. Và ở đây em đã có quyển sổ, em ghi chép lại. Vừa nãy mọi người nói là em vừa nhận được cái comment là nói là hôm nay chị Ngân xinh quá, là nhờ em anh chia sẻ mọi người một chút là cái bí kíp hôm nay em xinh. Bình thường là cái kê điện thoại của em nó thấp, và hôm nay là nhờ có một cái thùng hàng là Lucky đây mọi người, nó cao lên nên là ánh sáng nói chung là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối đấy anh chị. Thế thì cũng như lúc nãy chị Phương có chia sẻ đầu tiên đấy, là thực ra thì cũng không phải là bí kíp gì trong việc bán hàng đâu ạ, cũng không phải là có cái kinh nghiệm gì hay ho hay là kỳ diệu gì cả, mà thật ra là cũng là em áp dụng theo cái việc là học theo các anh chị đi trước, theo mentor hướng dẫn, theo leader trực tiếp của mình, cũng như là trong các cái buổi Zoom á, sau khi học các buổi Zoom hoặc là nghe lại các bản record ấy, thì em biết được các cái kinh nghiệm mà mình cứ áp dụng thôi. Mình áp dụng thì mình sẽ có kết quả. Thế thì cho em hỏi các anh chị là trong cái hai cái tuần đầu vừa rồi của tháng 12, các anh chị được bao nhiêu đơn hàng ạ? Các anh chị có thể comment lên trên khung chat là các anh chị được bao nhiêu đơn hàng không ạ?
Anh chị phải nói thật thì em mới chia sẻ về những cái mà em đã làm được trong 2 tuần qua nha. Cảm ơn đúng số đơn hàng của mình nha. Đó, chị Nhân Trần 16 đơn hàng này. Quá tuyệt vời. Chị Nhân Trần 16 đơn hàng. Em được có 13 đơn à. Vậy thì bây giờ em nhường mic chị Nhân lên chia sẻ nha. iPhone là 14 đơn, vậy là nhiều hơn đơn của em rồi. Đó, em được có 13 đơn thưa các anh chị. Chị Hà 6 đơn, chị Hà toàn đơn khủng không ạ? À? Em thì 13 đơn hàng là cái kết quả, chị Hạnh 16 đơn là kết quả làm việc của em trong 17 ngày vừa qua. Hôm nay là ngày 18 tháng 12. Chị đơn nhỏ cũng là đơn nha. Dạ. Thì các anh chị thấy là em cũng đang còn bị ho đây. Thì thực ra là trong khoảng mấy cái tuần vừa rồi, 3 tuần vừa rồi là em bị bệnh. Em hình như là bị nhiễm adenovirus đấy. Và cả nhà em đều bị rất là mệt và ho kéo dài, đến bây giờ cũng chưa khỏi nữa. Mặc dù rất là đuối, rất là mệt, nhưng mà lúc nào cũng phải thể hiện rằng là mình vẫn còn năng lượng và cố gắng ra các cái đơn hàng để thứ nhất là mình có thu nhập, thứ hai là mình duy trì cái năng lượng cho đội nhóm. Chứ còn nếu như mà mình cứ im, mình có đơn hoặc mình cũng có năng lượng thì đội nhóm của mình cũng sẽ yếu xìu theo, phải không anh chị? Thế là em cũng ra đơn và 13 đơn hàng rồi, chị em ra đơn hàng cũng khá là dễ dàng, không có gì hết. Và em cảm nhận là hôm nay, dạ em cũng có dùng cao ho hoàng bảo đan rồi, nhưng mà cũng chưa bớt nhiều lắm, cũng có ngậm cao rồi. Và cái việc ra đơn, em cảm nhận cái buổi Zoom ngày hôm nay giống như là chúng ta đang đi chia sẻ cho dịp lục của TH Heo á. Vừa nãy là em nhớ là có chị Nhung cũng nói về dịp lục TH Heo này, chị Hảo cũng nói về dịp lục của TH Heo và YouTube này, và chị Hạnh thì cũng đang chia đang trải nghiệm lắc lin và diệp lục, và khoảng chị Hạnh nói là một tháng sau chị Hạnh sẽ chia sẻ lại cái kết quả trải nghiệm. Thế thì bản thân em tháng vừa rồi em bán cũng được nhiều đơn hàng diệp lục. Bản thân em thì mẹ em là bị bệnh đại tràng mãn tính cả 15 năm rồi. Xong rồi trong một buổi Zoom thì em thấy là có một chị kia chia sẻ là mẹ chồng của chị cũng bị đại tràng như vậy, và dùng diệp lục có 4-5 bữa là bớt à. Thế là em cũng đã dùng cho mẹ em, và mẹ em đã cải thiện rất là nhiều. Mẹ em rất là thích, và da của mẹ em thì đẹp lên. Và cái việc các anh chị biết không, trước đây là mẹ em một ngày đi vệ sinh tới 5-6 lần. Lúc mẹ em sinh bé thứ hai, mẹ em vô Sài Gòn để chăm em là cứ ăn cơm xong là em thấy mẹ em là phải chạy đi nhà vệ sinh ngay, và nó cứ thực sự rất là thương. Và mẹ em cũng đi chữa nhiều rồi, mà bản thân anh trai em là bác sĩ nữa, mà dùng thuốc tây cũng không bớt. Và đến khi gặp được dịp lục này thì mẹ em đã cải thiện rất là tốt, và chính vì vậy mà em thì cũng ít đăng cái sản phẩm này lên trên mạng lắm, nhưng mà em đã cũng có lần em kể chuyện về cái việc là cái hành trình 15 năm tìm lại được cái sức khỏe của mình nhờ cái sản phẩm dịp lục như thế nào, thì mọi người biết, và bắt đầu em cứ lấy cái câu chuyện đó để em chia sẻ. Thế rồi bên cạnh sản phẩm dịp lục thì tháng vừa qua thì em cũng bán được nhiều sản phẩm bào tử lợi khuẩn. Thế thì để bán được các sản phẩm này thì em cũng hay quan sát, hay để ý các bạn hay có con nhỏ rồi, nhất đặc biệt là những bạn mà cứ hay than về con bệnh đau ốm rồi đi viện như thế nào, thì em cũng vào hỏi thăm xong rồi biết là con của bạn bị như vậy, thì chia sẻ đầu tiên bạn cũng không đặt mua đâu. Nhưng mà em cứ chụp hình luôn cả hai bé nhà em. Thế rồi là chụp hình luôn cái tủ lạnh nhà mình là gồm cái sản phẩm bào tử lợi khuẩn này, rồi yến xào này, nó cho bạn xem thì là bạn đã được mua. Và chia sẻ với các anh chị là nhờ sản phẩm bào tử lợi khuẩn đó mà em đã chốt được cô bạn học cùng lớp đại học với em trở thành đại lý của Ropi luôn. Sau khi dùng sản phẩm bào tử lợi khuẩn đó là bạn thấy rất là êm, và con bạn thì dùng yến xào thì thấy là cải thiện rất là nhiều việc ăn uống, và bạn đã vô làm đại lý Ropi và bán rất là tốt. Đó chính là bạn Hạnh á, bạn Hạnh Nguyễn á. Thời gian vừa rồi các anh chị thấy là trong nhóm cùng với chị Lê Sữa là bạn Hạnh khoe đơn ở trong đó, và vừa vô xong thì bạn bán được cả robot luôn. Thế rồi bán được rất là nhiều sản phẩm bào tử lợi khuẩn yến xào rồi pu clé, rồi bạn lại tuyển được luôn cả chị gái của bạn là một giáo viên tiểu học cũng rất là đam mê về kiếm thêm thu nhập.
trở thành đại lý của Ruby luôn. Thì đấy là những cái chia sẻ của em về cái quá trình bán hàng vừa rồi. Thế thì cũng như các anh chị thôi, là em bán hàng xung quanh hôm cũng về cái sản phẩm dịp lục luôn á. Chị gái của em từ Đắk Nông xuống dưới Sài Gòn đi chơi, đi cho bé đi khám bệnh, thì em qua chơi bên phòng trọ của cháu gái em, là cũng là con của chị, thì gặp một bé kia thì cũng ngồi nói chuyện. Chỉ là mấy chị em ngồi tám với nhau là về cái việc là bà ngoại, tức là mẹ em đó, là bữa nay dùng dịp lục là rất là thích, da rất là đẹp, đi đâu mẹ em thì hiện đang sống ở Hải Phòng, thì mọi người cứ khen là sao da bà đẹp thế, rồi tuổi 65 rồi mà da căng bóng như vậy. Thì mẹ em nói là nhà tôi uống dịp lục đó. Thế là nói xong thế thì bé kia đấy thấy là bé đang bị táo bón, rồi da cũng bị mụn này nọ thứ, thế xong rồi đặt luôn hai chai, tức là các cái đơn hàng em chốt rất là nhẹ nhàng, bởi vì nhờ có cái kết quả trải nghiệm sản phẩm của bản thân, của người thân mình và của các cái câu chuyện mà mình học được ở trong Zoom. Chính vì vậy qua cái buổi Zoom ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ với các anh chị là chúng ta chịu khó học Zoom, hoặc nếu không học được trực tiếp thì nghe lại, để chúng ta nếu như có những sản phẩm mà mình chưa trải nghiệm được mà mình nghe được những cái trải nghiệm của anh chị khác thì mình nên ghi chép lại để mình nhớ, hoặc là ngay lúc đó mình đang nghe thì mình mở cái điện thoại của mình lên. Em hay có cái kiểu là nghe xong là em sẽ đăng luôn lên trên cái dòng thời gian của mình, hoặc là trên cái phần story ấy, trong cái phần tin của bạn ấy, là về cái kết quả trải nghiệm sử dụng của anh chị đó về sản phẩm đó, để mọi người ngay cái lúc đó cái năng lượng của mình nó đang tốt nhất, mình đang hào hứng nhất ấy, thì mình cũng hay chốt được đơn nhờ có những cái tin đăng như vậy. Thế thì ngoài ra trong 10 đơn hàng vừa rồi thì em cũng có những cái đơn là khách cũ đặt lại cứ nhắn tin là ví dụ Ngân ơi gửi cho mình một thỏi son, ví dụ bạn của em ở Hà Nội đó. Cái đơn đầu tiên của bạn đặt lúc trước ấy là em áp dụng cái bài học xin vía của chị Sự ở trong marketing không đồng đó. Hôm đó là bài tập thì em nhắn tin cho bạn, thì thực sự là bạn là người rất là thành đạt, hai vợ chồng vừa giỏi giang vừa thành đạt nữa, như vậy thì em nhắn tin xin vía. Xong cách đây mấy hôm thì bạn nhắn là gửi cho bạn thời son. Rồi có những người cũng như là chị Hảo nói là bản thân mình là phải có chữ tín và có cái niềm tin yêu của mọi người, thì mọi người sẽ lựa chọn sản phẩm của mình, cũng giống như là mọi người lựa chọn kết thân với mình, chơi với mình chẳng hạn. Thì có người chị họ của em cũng gọi là bạn học luôn á, ngày trước học cùng với nhau cách đây từ năm 2000, bây giờ là 2022, chị em cũng chưa gặp lại, nhưng mà khi mà biết Facebook của em rồi thấy em đăng bài về sản phẩm son Si Choi thì chị cũng nhắn tin đặt mua luôn. Thế rồi lại còn hỏi luôn cả mép chậm, nhưng mà giờ thì chưa có điều kiện để chốt. Thì đó là những cái câu chuyện thực tế mà em bán hàng như vậy, cũng không có bí kíp gì, các anh chị cứ chốt lại là trải nghiệm sản phẩm. Nếu không trải nghiệm được sản phẩm, không có điều kiện trải nghiệm, hoặc mình không có nhu cầu để trải nghiệm cái sản phẩm đấy, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, nếu như mình không có cái vấn đề về sức khỏe để trải nghiệm sản phẩm đấy, thì mình hãy học Zoom, mình sẽ nghe lại các bản record để lấy được cái tư liệu từ những chia sẻ của các anh chị em khác để mình chia sẻ lên, chịu khó đăng bài. Rồi mình chịu khó tương tác, giống như chị Hạnh ấy nói là tương tác có tâm. Thì bản thân em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Hạnh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, và em và chị Hạnh có rất là nhiều những cái người bạn chung, rồi cũng như là ở trong cái nhóm chợ cô ba đấy, em thấy chị Hạnh là thường tương tác lắm, mà những bài nào chị Hạnh tương tác rồi thì em sẽ không tương tác nữa. Đó là như vậy. Hoặc là em còn thấy các cái tương tác của các anh chị khác như là chị Phương Mai, Phương Tâm đấy, những người nổi tiếng ở trong Ruby ấy, các anh chị cũng biết đó. Đó thì là những cái chia sẻ cụ thể của em về cái việc bán hàng như thế nào. Và em thấy là trong team của chúng ta, như vừa nãy trên phần không chat, là có rất là nhiều các anh chị em có các cái đơn hàng, như chị Nhân là 16 đơn, chị Hạnh 16 đơn, rồi cái iPhone nào đó 14 đơn. Rất là hy vọng là trong những buổi Zoom sau là được nghe các anh chị chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Và cũng nhờ chị Nhân quảng cáo về cái sản phẩm Lan Ách mà em cũng chốt được hai đơn, một đơn hàng gồm hai chai Lan Ách. Đó thì mình cứ chịu khó vào trong Zoom, rồi trong các cái nhóm chat Zalo của team chúng ta đấy, các anh chị hay bán được sản phẩm gì, hoặc ai có nhiều đơn thì chúng ta có thể là vào luôn tường Facebook của anh chị đấy, xem là anh chị đang bán cái gì như thế nào, rồi mình học hỏi thôi. Ở chúng ta ở Ruby của chúng ta, và đặc biệt là team Lê Sự, thì mọi người rất là giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau thoải mái, không có gì cả. Nên là chúng ta hãy tích cực học hỏi và chốt
rất đơn. Và các anh chị thấy là nhờ có Dropy đấy, lúc trước thì em cũng bán đủ thứ hết các anh chị. Em bán từ củ khoai lang, từ quả trứng gà, con trai của em lúc xài nó nhỏ nó bóp bể cả trứng gà của em luôn. Thế rồi bán đủ thứ hết, rồi đóng gói ship hàng rất là mệt. Thế mà nếu như hiện ví dụ như vừa rồi em vẫn còn tiếp tục bán hàng theo kiểu truyền thống, vẫn phải đóng gói ship hàng, giao hàng như vậy, và mình mệt như vậy, mình bệnh như thế thì chắc chắn là sẽ không làm được. Thế thì với Dropy đã tinh gọn cái công việc kinh doanh, chúng ta giảm thiểu được 70% cái khối lượng công việc, chỉ còn 30% là chúng ta tìm hiểu sản phẩm, nó chốt đơn, tư vấn chăm sóc khách hàng. Nhưng mà chúng ta không làm được nữa thì em nghĩ rất là khó để làm những cái chuyện khác. Nên là chúng ta hãy tích cực lên và lúc nào cũng giữ cái năng lượng của mình bằng cách là vào 5 AM nha, để mình có thể là có được cái năng lượng tốt nhất, nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng cho mình. Chứ các anh chị cứ thử không vào 1-2 buổi thôi là thế tụt liền, xong rồi mọi người đi xa quá mà mình cứ ở lại. Và nếu cứ tích cực đăng bài lên, không có người hỏi cũng không sao. Mình khách hàng không hỏi mình thì mình đi hỏi khách hàng. Và như vừa nãy chị Hạnh nói là mình ngại mời chào thì thực ra không phải đâu. Như bản thân em ấy, có những khách ấy là có những người em cũng không mời đâu, nhưng mà có những người là thực sự mình rất là muốn giúp đỡ họ giải quyết được vấn đề đó. Ví dụ như là bạn của em đó, bạn Hạnh đó, con suốt ngày hai mẹ con đưa nhau đi bệnh viện, vậy mình có sản phẩm tốt trong tay, tại sao mình không giới thiệu cho bạn và lấy nhờ sản phẩm của mình mà bạn đã cải thiện được tình trạng cho con và cho bạn, và bây giờ bạn lại có thêm công việc tốt tại Dropy nữa. Nên là chúng ta cứ nếu có thời gian mà chia sẻ cho mọi người, chúng ta cứ chia sẻ, chứ không phải là chúng ta mời chào hay này nỉ gì cả. Đó là những cái chia sẻ của em. Rất là cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe nhé. Hôm nay là cái giọng của em là nó hơi bất ổn, nên là nó hơi khàn khàn, hơi khó nghe. Mong các anh chị thông cảm. Em xin kết thúc phần chia sẻ của mình ạ. Cảm ơn Ngân rất là nhiều. Mai Ngân, cô gái, đúng rồi ạ. Cô gái rất là nhiều năng lượng, đúng không ạ? Nhìn một cô gái nhỏ nhỏ nhưng mà rất là nhiều năng lượng, đúng không? Vô cùng là nhiều năng lượng luôn. Cảm ơn Hot luôn, spotlight còn cứu lên. Rất là nhiều năng lượng và cô ấy luôn luôn là đi truyền năng lượng cho người khác và truyền năng lượng cho chính mình, tạo ra năng lượng cho chính mình. Và cứ có năng lượng thì sẽ có gì cả nhà? Có năng lượng thì có gì có năng lượng thì sẽ có gì cả nhà? Có năng lượng thì chúng ta sẽ có năng lượng, đúng không ạ? Có phải không ạ? Và ngày hôm nay, ngày chủ nhật ngày hôm nay thì có bao nhiêu người chúng ta muốn thu ngân lượng về cho chúng ta? Hôm nay đã là 18/12 rồi đúng không? Mọi người có muốn là mình có thật nhiều ngân lượng không ạ? Đến giờ phút này vẫn có người đang vào phòng Zoom. Vâng ạ. Dạ vâng. Những cái câu chuyện của ngày hôm nay các anh chị em tôi muốn chị Nhân Trần gọi là thánh bán hàng rồi đấy, chị Nhân Trần là thánh bán hàng rồi đấy. Ngày hôm nay chúng ta đã nghe những cái câu chuyện của năm người phụ nữ, đúng không? Năm người phụ nữ đã chia sẻ cái kinh nghiệm, cái bí kíp của mình làm thế nào để có thể bán được hàng đấy. Thì Cẩm cũng rất mong muốn là các anh chị em hãy nốt lại để mình có thêm những cái kinh nghiệm và cái bí kíp, và đặc biệt đó là gì ạ? Năng lượng. Và một lần nữa thì Cẩm Tú xin nhờ những trái tim, những bông hoa của cả nhà trong phòng Zoom để gửi tới lời cảm ơn tới năm người phụ nữ đã chia sẻ cho chúng ta, để giúp cho chúng ta có thật là nhiều năng lượng cho một tuần mới, cho ngày chủ nhật á, cho một ngày chủ nhật hôm nay, để chúng ta có thể cùng nhau kiếm được thật nhiều ngân lượng, đúng không ạ? Có năng lượng là có ngân lượng, đúng không ạ? Vâng. Chưa đủ ạ, chưa Cẩm Tú chưa thấy nhiều đâu ạ. Vâng ạ. Cảm ơn các chị rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng ạ. Gửi lời cảm ơn đến tất cả các chị em đã chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm. Và giờ là đến giờ mà chúng ta sẽ bắt tay vào, chúng ta sẽ gì ạ? Hành động để ra đơn. Chị Nhân Trần, vâng ạ, chị Nhân Trần đã trao vía lại cho chị em chúng ta rồi đấy ạ. Chị Nhân Trần đã trao vía lại cho chúng ta, đó là gì ạ? Chúc mọi người một ngày mới bão đơn kìa. Đấy, chị Nhân Trần trao vía lại cho chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy
Vâng ạ, hãy tiếp tục ạ, phát huy cái vía của chị Nhân Trần đúng không ạ? À, đó là được 16 đơn hàng rồi đó. Vậy thì chúng ta xin vía Nhân Trần đúng rồi ạ, cứ xin vía Nhân Trần ạ. Dạ, vâng, đấy, mọi người xin vía Nhân Trần rồi. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và chúc cho cả nhà một ngày mới thật là nhiều năng lượng và bạo đơn đúng không ạ? Thank you.